Vâng, Hữu Thiện xin kính chào cả nhà mình ạ. Hôm nay thì Hữu Thiện xin đưa cả nhà mình đến một vùng đất được mệnh danh là vùng đất thánh ở Tây Ninh. Nơi đây là nơi khai phát của nhiều tín ngưỡng tôn giáo đặc sắc, với các điểm đến mang dấu ấn tín ngưỡng đặc biệt, ẩn chứa với nhiều lớp trầm tích văn hóa. Và nơi đây là quần thể công trình tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen gần 300 năm tuổi, gắn liền với nhiều sự tích kỳ bí và phong tục thờ phụng như Linh Sơn Thánh Mẫu. Và trước mắt cả nhà nhìn thấy là tượng Phật núi Bà Đen tại Tây Ninh đã xác lập được hai kỷ lục, bao gồm là tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam và tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi Bà Đen. Và tượng Phật tọa lạc trên đỉnh núi Bà Đen Tây Ninh hiện nay đang là một trong những chủ đề vô cùng hot trên mạng, không chỉ với giới Phật tử mà còn bất kỳ ai đam mê du lịch, bởi bức tượng nằm trên nóc nhà Đông Nam Bộ này nắm giữ với những kỷ lục vô tiền phán hậu và những điều thú vị chưa chắc ai cũng biết. Và với hình tượng nguyên mẫu của tượng Phật núi Bà Đen Tây Ninh là một trong số hơn 40 tượng Phật cổ tại khu di tích quốc gia Bổ Đà Sơn thuộc tỉnh Bắc Giang. Vì vậy, tượng này được cơ quan truyền thông chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gọi là tượng Phật Bà Bổ Đà Sơn, tọa lạc ở độ cao 986m tại đỉnh núi Bà Đen. Công trình tượng Phật núi Bà Đen có tổng chiều cao là 72m, với kết tinh hoa của tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật và điêu khắc. Hôm nay vào dịp cuối tuần chủ nhật cho nên nó là du khách gần xa khắp nơi về đỉnh núi Bà rất là đông luôn. Về đến Tây Ninh thì có hai điểm du lịch nổi tiếng, đó là núi Bà Đen và tòa thánh Tây Ninh. Và hôm nay Hữu Thiện sẽ đưa cả nhà mình đó là lên đỉnh núi Bà. Những tuần vừa qua thì cũng xem những trang báo mạng đưa tin đó là có một cái cụm mây bao quanh trên đỉnh núi Bà. Hôm nay Hữu Thiện lên thì trời quang mây tặng, không có. Bây giờ mình sẽ mua vé lên đỉnh núi Bà. Dạ, đi đỉnh 300 ngàn người lên xuống anh. Dạ. Mình lên đỉnh khứ hồi là 300. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà mình ghé chùa Bà là bao nhiêu? Đi chùa Bà là 250, nếu kết hợp đi hai nơi luôn là 450. 450. Dạ, còn nếu anh ăn buffet trưa trọn gói luôn 600. 600. Dạ. Đó là ba cái gói đó cho mình lựa chọn. Đúng rồi, nó có ba gói đồng giá. Thôi cho em một vé lên đỉnh đi. Đi đỉnh thôi hả? À, lên đỉnh thôi. Lên đỉnh. Ăn trưa không thêm 150 nữa, mình ăn trưa luôn. À, không, lên xong rồi xong. Dạ. Của anh là 300 một vé à? Rồi ok. Thì vé lên đỉnh là 300. Rồi em gửi tiền thôi à. Vé khác lên xuống của anh. Kêu ra tính tiền. Rồi em cảm ơn. Rồi. Hai vé 300 vé này. Rồi, hai vé. Đó thì mình mua vé là lên đỉnh. Đỉnh núi thì 300. Mà mình kết hợp là vừa lên đỉnh và vừa ghé chùa Bà luôn là 450. Mà chùa Bà thì Hữu Thiện cũng đã lên rồi, cho nên hôm nay Hữu Thiện chỉ lên đỉnh thôi. Ghé chọn gói là 300 ngàn lên xuống. Hôm nay thì thời tiết thì cũng mát mẻ. Hy vọng là Hữu Thiện sẽ có một cái hành trình lên đỉnh núi Bà quay đẹp cho cả nhà mình xem. Hai bên thì quầy bán nước để du khách có thể mua chai nước uống. Mình thì chuẩn bị vào nhà ga cáp treo. Đông lắm. Hôm nay mình đi ngày chủ nhật, ngày bình thường mà đông như thế này rồi, mà vào rằm tháng giêng thôi chắc núi này du khách kéo về đông lắm. Quá đông. Đây là cái điểm tâm linh thì du khách thường thích, đó là đi lên chùa Bà
mình thấy hai bên đường thì họ bán những cái đồ cúng nào là hoa quả trái cây bông hoa đồ, thì để phục vụ cho những du khách đó là họ đi chùa Bà. Còn Hữu Thiện thì hôm nay thì Hữu Thiện có chọn lên đỉnh luôn, lên đỉnh cấp cho em. Lối vào lên đỉnh. Ở đây họ cũng có quầy bán vé nữa. Thí dụ như du khách mà lỡ mà bỏ mua vé bên ngoài thì vào trong đây mình có thể mua vé được. Và vào trong đây thì không có được mang theo đồ ăn nước uống. Nếu như mà mình lỡ mang theo đồ ăn nước uống thì mình gửi lên quầy số 6, số 7 thì họ sẽ cho mình lên núi. Đông quá. Đây qua đỉnh thì qua đây. Mình giữ vé để đi xuống nha. Ok. Dạ xin lỗi. Đây rồi. Quá trời đông. Một cái điểm du lịch thu hút khách ở miền Đông Nam Bộ. Khu vực nhà ga thì luôn bận rộn du khách đến và đi. Cáp treo lên đỉnh núi. Quá đông quá. Rất là đông luôn. Thì lên đỉnh núi thì mình thấy rất là nhiều bạn trẻ họ thích lên đó chụp hình check-in sống ảo đồ trên đó. Còn những ai mà du khách mà cầm bông hoa trái cây đó thì họ sẽ lên chùa Bà thôi. Họ lên họ cúng bà xong họ xuống. Dạ anh chị ơi, anh chị cô đồng xếp thành một hàng giúp em đi. Dễ lên cabin ạ, xếp thành một hàng ở từ đây. Anh chị ở phía sau thì xếp thành một hàng giúp em đi ạ. Anh chị mình đi mấy người đó. Thank you.
tay đánh khi trời bình minh. Nghe trong gió như có lời ca bán nhà, đời ta mơ ước ngắm bông lúa nặng trĩu oằng sai, mà ngỡ ai dệt theo tranh đất nước hương cây mía năm tháng chưa đường và ngọt ngọt của lòng đất quê hương. Nhìn ngô sắn khoai xanh bên mương, nghe tiếng gió su trên cao su, nắng tươi môi nàng đang cười chuồng đầu bông vàng. Miền quê chúng em trong xanh tươi như cô gái đang từ đôi người đang cất tiếng oanh chào các anh tìm đến nơi đây. Nhìn ngô sắn khoai xanh bên mương, nghe tiếng gió su trên cao su, nắng tươi môi nàng đang cười chuồng đầu bông vàng. Miền quê chúng em trong xanh tươi như cô gái đang từ đôi người đang cất tiếng oanh chào các anh về thăm quê em. Em về Tây Ninh lên núi Bà treo leo giữa trời, dàm cỏ lục bình trôi hiền thơm bông lúa sang khoai, có mía ngọt mì thơm tiền miên những cánh rừng già. Về quê anh đi em ghé đông rùm xa mát ra thăm bến đá Tha La, con sông dài bầu sữa mẹ xì ti. Mời em về Tây Ninh qua tráng vàng xuyên á mộng bay, Gò Dầu đó đẹp tươi là nơi kết nối thông thường, qua phố phường Long Hoa về Tân Hưng nhà mái cao dời. Về quê anh nhé em, tắm nước ngọt suối đá Ba Chim, thăm dầu tiếng mênh mông ai treo thuyền đi lên rẫy chiều nay. Nó đang thi công, nó làm đào móng luôn, xây dựng nhà ga đâu quá, có thể là xếp hàng quá tải luôn. Mời em về Tây Ninh lên núi Bà treo leo giữa trời, dàm cỏ lục bình trôi hiền thơm bông lúa sang khoai, có mía ngọt mì thơm tiền miên những cánh rừng già. Về quê anh đi em ghé đông rùm xa mát trà giông, thăm bến đá Tha La, con sông dài bầu sữa mẹ xì ti. Mời em về Tây Ninh qua tráng vàng xuyên á mộng bay, Gò Dầu đó đẹp tươi là nơi kết nối thông thường,
qua phố phường Long Hoa, về Tân Hưng nhà mái cao vời. Về quê anh nhé em, tắm nước ngọt suối đá Ba Chim, thăm bến đá Thà La, con sông dài bầu sữa mẹ Xì Tiên, thăm dầu tiếng mênh mông ai chèo thuyền đi lên rẫy chiều nay. Mát trời này gió mát lắm, quá trời du khách luôn, đông quá.
rất là nhiều bông hoa luôn. Họ nói trên đây ngắm hoa giống như ở Đà Lạt vậy đó. Thì mình cũng thấy có rất là nhiều bông hoa, nhiều màu sắc. Mặc dù ở đây thì nắng nóng không có bằng như ở Đà Lạt, nhưng mà một số du khách thì họ chọn lên đây ngắm bông để đỡ đi xa hơn, họ phải lên Đà Lạt.
sau khi mà mình vào trong miếu để thắp nhang cho mẹ xong rồi thì bây giờ mình xuống núi. Trên con đường xuống thì họ trồng rất là nhiều bông hoa rất là đẹp luôn. Bây giờ mình xuống dưới mình xếp hàng cũng rất là đông. Trồng những cây cao để che nắng. Bên dưới thì có những cái cây bông tẩm tú cầu, ở đây nắng quá nó không có bông nổi. Tẩm tú cầu này phải ở Đà Lạt lạnh nó có bông. Cho nên ở đây nó không có bông. Đường đi xuống thì tuyệt đẹp luôn. Đừng có quay, đúng rồi, đang nghe trong đó, đúng rồi. Mai bay vườn trên đỉnh núi Bà. Cảnh thiên nhiên thì thật sự là tuyệt đẹp luôn cả nhà. Họ tạo cảnh đây rất là đẹp. Thác nước, rồi bên dưới thì có những cây hoa sen, hoa súng rồi. Làm cho cảnh quan nơi đây thêm phần đẹp hơn. Mà mình nhìn nó cũng mát mắt luôn. Đây, bông này có nè, cầm túi cầu này có bông mà nó nhỏ chứ không được to. Ở Đà Lạt xứ lạnh thôi nó to đùng luôn. Thảo Thiền cũng mới vừa ở Đà Lạt về, giờ lên núi Bà nữa, trọn vẹn luôn, ngắm bông ngắm hoa rất là đẹp. Du khách thì rất là thích. Ở đây có rất là nhiều hoa thì rất là đẹp. Chịu khó ra đứng ngoài nắng chút xíu thì sẽ có những cái bức hình đẹp hơn. Nga đi của mình thì phải tự xuống thôi. Rất là nhiều cây hoa luôn. Kisses winter tears like the storm.
Summer kisses, winter tears.